Mấy bài đại số thì làm trước đi. F3. F3 là thay vào đây, 5 x 3 là 15. 15 cộng 1 là 16. Còn G7 thì lấy số 7 thay vào đây. 37 21, 7 trừ 21. Trừ 224. Ở trên này đây kìa, 100 bình trừ 99 bình, em bắt thành cặp. Vậy 98 bình trừ cho 97 bình cũng bắt thành cặp, cho tới cặp cuối cùng là 2 bình trừ 1 bình bắt thành cặp. Rồi các cặp này thì nó tạo thành hàng đẳng thức kìa. Thầy đang giải câu số 8 nha. Đây, câu số 8 dưới này. Ở giữa này có 1 cặp nữa là 96, 95. Rồi cái hàng đẳng thức này là hàng đẳng thức số 3 hết ra. Vậy nó sẽ bằng 100 cộng 99. Nhưng cho 100 trừ 99 số 3 mà. Đây thì thành 98 cộng 97 và nhân cho 98 trừ 97. Đây là 96 cộng 95 nhân cho 96 trừ 95. Đây là 99 nhân 1 là 199. 199 nhân 1 cộng cho 195 nhân 1 được cộng cho 191 cộng cho tới số 3 nhân 1. 2 cộng 1 này là 3. Cuối cùng nó bằng cái gì? Bằng 3 cộng vân 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 cộng cho tới 191 cộng 195 và cộng 199. Đây là một dãy tổng các số hàng cách đều cách nhau bởi 4 đơn vị. Vậy số số hạng là bao nhiêu? Số số hạng là 199 trừ 3 chia 4 cộng 1, 50 số hạng. Từ 3 cho tới 1999, à 199 là có 50 số hạng nha. Rồi các em lấy 50 số hạng nhân cho tổng của đầu và cuối, rồi đem chia đôi. Đây là công thức tính tổng dãy cách đều ở lớp 6 ha. Năm không